anh vừa lên công ty xin nghỉ việc rồi nghỉ việc đang làm yên ổn sao lại nghỉ việc anh không muốn làm thuê nữa làm mãi cũng chỉ là thằng làm thuê làm giàu cho kẻ khác anh muốn bàn với em một việc mình sẽ mở một cửa hàng buôn bán trang thiết bị nội thất nhập ngoại số tiền mình định để xây nhà mình sẽ để dành cho dự án này anh biết anh đã đánh mất lòng tin nơi em nhưng anh đã hối hận lắm rồi anh nhận ra tất cả những thứ anh theo đuổi chỉ là phù phiếm và anh cũng nhận ra đâu mới là gia đình đâu mới là người phụ nữ yêu thương mình chân thành anh uống thuốc đi lý do anh xin nghỉ ở công ty ấy, là vì anh không muốn em phải suy nghĩ hay lo lắng Về những lỗi lầm của anh trước đây Anh sẽ làm lại từ đầu Tùy ừ. anh Đàn ông sức dài vai rộng Phải nghĩ đến việc lớn Tính như thằng Danh là đúng đấy Cái kiểu người á đó ăn không nên đọt, nói không nên lời, thì làm được cái trò chống gì? Bày trò kinh với trả doanh, rồi ném tiền qua cửa sổ, như cái hồi mua phải đất nhầm giải tỏa ấy. Còn chẳng biết như thế nào nữa. Thôi thì anh ấy tính sao thì tính, muốn làm gì thì làm. Ông ấy mà làm giám đốc thì nguyên cả nhà mình như ngồi trên bom đấy. Mày ăn nói cái kiểu gì thế? Hả? À, còn mày nữa đấy. Làm thì chưa đâu vào đâu đã chê người khác. Rồi. À, muốn làm ăn lớn ấy, thì phải mau nghe, chậm nói con ạ. À. Ơ ừ, hay, nó nói có mỗi thế thôi mà ông lôi đầu nó ra chửi là sao? À, trước đến giờ bố có bao giờ thương con đâu, vì con giống mẹ, thẳng tính có sao nói vậy thôi. <laughs> thẳng tính à? vâng, thôi được, thế thì tao cũng nói thẳng cho mày nghe, sự thật ấy là mày không kiếm đến nổi một việc làm, phải xin tiền anh chị để mở công ty. mày tưởng mày hay ho lắm à? để xem mày có làm được không, hay là phá sản đến nơi rồi. phỉ vui ý. nó làm ăn lớn đến nơi rồi, nha? vâng. ừ. Lần này bố mà lên tiếng bênh vực chị Thì có mà đại cát đại hỉ Mày cạnh khóe ai đấy hả ừ, Con xin phép đi đi ạ Ông điên ạ à, ừ. Làm thằng bé nó chuột quả ừ. lớn Tôi lại đang sợ nó lớn quá đấy Anh Anh vừa về à Ờ, anh về được một lúc rồi. Nhìn thấy mọi người đang nói chuyện nên anh... Em đã nói cho mọi người nghe về ý kiến của anh. Thái độ của mọi người như thế nào, chắc là anh cũng nghe thấy rồi đấy. Anh không cần biết mọi người nói gì. Chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng, là sẽ thành công em à. Anh tính cả rồi. Em cứ tin ở anh.